Em chào các bác nha. Hôm nay xin giới thiệu con máy tiện Wasino đầu vuông. Con này là đời mới. Wow, nhìn nó vuông thành sắc cạnh hết nha. Đấy, điều đầu tiên em muốn nói là con này chuyên chạy gen nha. Đấy, chuyên về thiên về chạy gen nhiều hơn. Nên là các chế độ bước gen là không cần phải sắp nhông đảo nhông gì hết. Có đầy đủ hết nha. Đây ha. Và số thì con này là cực kỳ đẹp luôn. 50 vòng phút là số chậm nhất và 1500 vòng phút bên này là số lớn nhất. Đấy, đầu vuông ha các bác. Nè, đầu vuông này. Em đang đấy để em cho test máy chạy thử ha. Bằng biết là ok này. Nước sơn nó hơi chảy một tí nhưng mà cũng không ảnh hưởng các bác nha. Nhiều chỗ nó hơi chảy một tí, không ảnh hưởng luôn. Đây ha. Hiệu Wasino này. À, nhìn kỹ nước sơn này nó vẫn còn tốt đó ha. Băng bi còn sáng nhá. Đây. Sáng đâu ha. Đây, bàn dao này. Vuông đét này, đẹp không? Bàn vuông đét đẹp không? Đây là máng đựng nước này. Tên máy thương hiệu này, Wasino 19K này. Hộp số xoay, hộp số dưới là xoay này, hộp số trên xoay này. Đây là mặt sau, đầu hộp số vuông đét thôi ha. Rồi, bây giờ bước vào phần chạy máy đây. Đây, bắt đầu để số ở bên này, số 50, bên này là số... bên trái là số 50, bên phải là 345 thì bên trái này là 350 này, bên phải là 345 này. Bây giờ em để bên trái này, gạt lên này. Thì đây là số chậm nhất ha. Đề 3 là không nghe tiếng động nhá. Các bác ha, để ý này, không nghe tiếng động ha. Rồi bây giờ em tắt máy này. Đấy, đặt thắng này, cứng ngắc ha. Đặt thắng cứng ngắc ha. Đấy. Thì sau rồi em sẽ chuyển sang bên này cái là 345 thì chuyển bên này. Ha. Lắc cái này cái hả? Cái cây đâu ạ? Cây gắn đâu? Đây. Cây này không vừa. Cây không vừa. Bỏ tay cho nó. Đây. Con này là 345 ha. Nó sẽ nhanh hơn ha. Và tắt máy này. Đặt thắng này. Đó. Bắt đầu em tới cái số tiếp theo. Là số này 1000. Số này 1400 đang để bên này nhá, là 1000 này. Này. Ok ha, số 1000 ha. Tắt máy này. Tắt máy này, đặt thắng này. Đó, số 1000 này. À, quay tiếp cái nữa này. Lắc cái này. Xoay xoay cái này. Không, mình đưa cái cây vào rồi sau lấy cái cây nhỏ hơn. À. Khi cái này phải xoay một cái một thì nó mới vào số được các bạn. Rồi, đấy. Rồi, số này là 560 ha. Bật này, máy chạy này. 560 này. Êm như thóc không ha. Rồi, đặt thắng này. Đó, đặt thắng là tắt máy ha. Rồi, là số 1500 này, số lớn nhất này. 1500 số lớn nhất này, chạy máy này. Nghe tiếng gió. Nghe tiếng gió đúng không ạ? Đây, đập. Rồi, đập thắng này. Thắng lại. Tắt máy ha. Rồi bây giờ số nhanh nhất đã chạy được rồi như thế này rồi thì số nhỏ chắc không cần thử nữa các bác ha. Đấy thì hiện tại á. Thì hiện tại này á là các bác là yên tâm về phần số ha. Bây giờ em sẽ chạy tự động cho các bác xem ha. Chạy tự động. Đây, gạt này lên. Chạy tự động này. Tự động thì bây giờ trước khi chạy tự động thì mình phải cho bàn này này sang chạy trái chạy phải này. Đó, chạy trái này, chạy phải này. Đảo chiều quay, mâm cặp, đảo chiều quay mâm cặp là số này ha. Đấy, và đảo này. Đấy. Còn A B D F.
Đây, khi bắt đầu mình vào số rồi ha, thì ở đây nó có cái nút này này, chạy ra thì vô này, thu lại này, bấm rồi mạnh cái này, bắt đầu cái này chạy ha, này chạy đang chạy gen này, đang chạy gen, thì ở đây mình phải để mo nhá thì mình chạy gen được này, sập này xuống chạy gen này, sập này xuống chạy gen này, ok ha, đây chạy gen ha, và mình nhả này ra, ha, là nhả này ra, thì nó là ngưng chạy ha, sập này vào chạy này, sập này vô chạy gen này. Sập tiêu cháy rồi, muốn đảo chiều đây ha, chạy ha, đảo chiều được lại ha, ok ha, rồi nhả gen ra này, nhả gen ra chuyển sang cần tự động chạy này, chuyển sang cần tự động này, đây chạy tự động này, tự động là trục dưới quay ha. Thì bây giờ là cần cái này, đây nó có cần lừa nhá, cần lừa này, lừa ra ngoài này, gắn trên gạt xuống dưới, gạt xuống dưới thì cần này chạy này. Đó, đang chạy tự động thôi, chụp view quay hàng này chạy tự động rồi, ok ha. À, băng bi còn mới có, mới chói quang quang luôn. Ra ngoài, sập lên lên. Đây nó có cái G này, ha. Sập lên, này chạy ha. Đây nó có cái G này, đánh lên đánh xuống ha. Chạy tự động thôi. Nhưng mà quan trọng là cái độ dơ này này. Quan trọng là cái độ dơ này. Chưa có tí nào dơ luôn. Nhúc nhích nhẹ này nè, này. Bác nhìn ở chỗ này nhé, nhìn chỗ này nhé, quay nhúc nhích này. Chưa có tí nào độ dơ luôn nhá. Rồi, em cảm ơn anh em nhá. Chạy em ru ha. Dạ. Yeah.